Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cái series về những cái chiếc xe dán đề can đẹp. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà cũng có thể gọi là một cái sản phẩm được dán đề can đẹp. Mình đã từng làm rất nhiều cái xe đẹp rồi, nhưng cái xe này cũng là một trong những cái chiếc xe nó hơi độc một tí. Thì hôm nay mình làm cái video này để cho các bạn thấy được cái dịch vụ mà làm về cái nhận diện thương hiệu của bên mình nó tốt như thế nào. Đây là một chiếc xe tải van đông ben 2 chỗ, trọng tải 950 kg, đi được trong phố 24/24. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà nhà máy đông ben hiện tại đang bán rất nhiều. Cái sản phẩm này mình đã bán về cho một cái đơn vị, họ bán về các cái sản phẩm điện tử như là bóng đèn này, rồi là các cái đồ điện. Thì đây các bạn nhìn thấy là cái thương hiệu của họ được dán đầy trên xe. Dĩ nhiên là với chiếc xe mà được dán thương hiệu như này chạy trên đường, các bạn sẽ biết họ bán gì, họ làm gì. Đấy, thì bên mình đã từng làm cũng rất nhiều các cái xe mà dán đề can như này rồi. Chỉ duy nhất bên mình có dịch vụ này thôi, các đơn vị khác là không có. Thì mình hy vọng là tới mà các bạn quan tâm đến một cái hình thức quảng cáo, quảng bá thương hiệu của các bạn, hãy liên hệ cho bên mình 0987 3322. Mình sẽ làm cho các bạn, mình sẽ lên market và mình sẽ gửi cho các bạn duyệt những cái sản phẩm nó đẹp như thế này. Ok, về cái chiếc xe đông ben X30 phiên bản 2 chỗ thì nó cũng đã rất quen thuộc rồi, làm rất nhiều video rồi. Là một chiếc xe với cái trọng tải 950 kg và có cái chiều dài thùng là 2m2, chiều rộng 1m4 và chiều ngang là 1m4, cho phép các bạn chở được rất nhiều loại hàng hóa ở trên đường. Với cái xe này thì các bạn sẽ không lo về các cái cấm đường như ở các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn hoàn toàn có thể đi được trên khắp mọi nơi, các bạn vận chuyển các lượng hàng hóa rất tương đối lớn. Một chiếc xe rất quen thuộc và một chiếc xe với những cái cấu hình, với cái những cái trang bị đầy đủ cho những bác tài xế ở trên đường, như là điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện, đèn trần, FM radio, mọi thứ rất đầy đủ. Một cái phân khúc xe tải van mà có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết, và là một trong những cái chiếc xe mà có cái cabin rộng nhất, khoang hàng rộng nhất trong phân khúc. Thì đó là một trong những cái điểm đặc biệt, những cái điểm rất quen thuộc rồi. Chúng ta có một chiếc xe với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100 km, máy 1.5 chạy xăng, công suất khoảng 80 kW ở 5.200 vòng quay, cho ra một cái moment xoắn cũng tương đối lớn để các bạn có thể đi được trên các cái cung đường dốc này, lên đồi, lên núi mà các bạn không gặp vấn đề gì cả. Ok, nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.